đẹp mặt lời chơi diễn xuất, Lưu Diệc Phi vẫn thu hút giới gu ăn mặc đẹp. Theo trình bày của chị Châu, trước đó Nga đi làm bán quần áo tại chợ thị trấn Giá. Chiều 11 tháng 11, Nga nhờ người bạn chở ra khu vực quốc lộ 1A rồi từ đó mất tích. Khi liên lạc với con không được, chị Châu đi dò hỏi thì mới hay sự việc. Chị Châu cho biết thêm, qua tìm hiểu thì trước đó Nga có liên lạc với một số người bạn không có công việc ổn định. Chị Châu lo sợ con gái bị bạn bè xấu rủ rê rồi đưa đi nên lập tức lên công an huyện Quỳnh Lưu để trình báo nhờ tìm kiếm. Sau khi lên trình báo công an và đăng hình ảnh lên mạng thì tối hôm 13 tháng 11, cháu Nga có điện về. Tôi nghe giọng thì đúng là cháu nhưng cháu lại bảo là đang làm việc tại Hà Nội rồi nói Tết về. Tôi nói cháu cho địa chỉ cụ thể và chụp ảnh lại gửi nhưng cháu sau đó tắt máy. Khi liên lạc lại thì không ai nhấc máy nữa. Tôi có đến một số người bạn mà liên lạc với cháu Nga thì nghi ngờ cháu vẫn còn ở quanh khu vực này nhưng bị bạn bè xấu rủ đi không cho về. Giờ tôi rất lo, chỉ sợ con bị bạn bè xấu lừa, chị Châu nói và cho biết, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ để tìm con giúp chị. Hiện công an huyện Quỳnh Lưu và gia đình cháu Hồ Thị Thiên Nga đã phát thông báo để tìm cháu. Ai biết cháu ở đâu hoặc có thông tin gì về cháu liên hệ trực ban công an huyện Quỳnh Lưu qua số điện thoại 02383864210 hoặc liên hệ với mẹ của cháu là Nguyễn Thị Châu, số điện thoại 0962605277, 0389374529.